Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OSS Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Cá mập răng to Otodesk Megalodon có thể đạt tổng chiều dài ít nhất 15m, là một loài cá mập đã tuyệt chủng mang tính biểu tượng, được thể hiện chủ yếu bằng các hàm răng khổng lồ của nó trong hồ sơ hóa thạch của kỷ nguyên Neogen. Loài cổ xưa này phần lớn chỉ được biết đến nhờ răng và các đốt sống của nó trong hồ sơ hóa thạch. Vì vậy, loài cá mập trắng lớn còn sống các Carodon Carcharias theo truyền thống đã được sử dụng làm hình mẫu cho dạng cơ thể của Otodesk Megalodon trong các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã làm sáng tỏ rằng Otodesk Megalodon có hình dạng cơ thể dài hơn cá mập trắng lớn và có phần mảnh mai hơn. Vậy, nghiên cứu này là gì? Hãy cùng Ujoise tìm hiểu ở phần tiếp theo của video này nhé! Otodesk Megalodon còn được gọi là các Carolus Megalodon. Đây là một loại cá mập răng to khổng lồ sống ở các đại dương trên thế giới từ 23 đến 3,6 triệu năm trước. Sinh vật này thường được miêu tả là một con quái vật có kích thước siêu lớn trong văn hóa đại chúng, với những ví dụ gần đây là trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Các nghiên cứu trước đây cho rằng con cá mập này có thể đạt chiều dài ít nhất là 15m. Tuy nhiên, Otodesk Megalodon phần lớn chỉ được biết đến nhờ răng và các đốt sống của nó trong hồ sơ hóa thạch, một bộ dữ liệu khá đầy đủ để từ đó đưa ra các giả định. Vì vậy, loài cá mập trắng lớn hiện đại từng được sử dụng làm hình mẫu cho cơ thể của loài Otodesk Megalodon trong các nghiên cứu trước đây. Mô hình đó khiến các nhà cổ sinh vật học kết luận rằng loài cá mập này có thân hình tròn trịa và chắc nịch giống như cá mập trắng. Tiến sĩ Mikael Silverson, nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Tây Úc cho biết, nghiên cứu trước đây mô tả loài cá mập có hình dạng cơ thể chắc nịch giống như cá mập trắng và các loài lemnitz khác. Nhưng nghiên cứu mới đã bác bỏ cách giải thích hình dạng cơ thể này. Sự không phù hợp giữa cơ thể chắc nịch của loài Otodesk Megalodon trong các bản tái tạo cổ điển được công bố và đường kính nhỏ đáng ngạc nhiên của trung tâm đốt sống lớn nhất được biết đến của loài này đã khiến tôi bận tâm trong một thời gian dài. Trên thực tế, loài này có cột sống mảnh mai bất thường, trái ngược với những tái tạo trước đây mô tả Megalodon như một con cá mập tròn trịa. Vật liệu hóa thạch duy nhất có sẵn của loài cá mập khổng lồ này bao gồm những bộ răng, một cột sống tương đối hoàn chỉnh, các đốt sống bị cô lập và những chiếc răng đã bị rụng. Mặc dù chúng tôi có ý tưởng rất hay về kích thước miệng từ các răng liên quan dường như bao gồm tất cả các vị trí răng, nhưng các đặc điểm giải phẫu khác như hình dạng của vây và đuôi vẫn chưa được biết rõ. Thật là sảng khoái khi nhìn thấy sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ như vậy từ các đồng nghiệp của tôi đối với quan điểm dựa trên bằng chứng chặt chẽ hơn về giải phẫu của các loài cá mập đã tuyệt chủng mang tính biểu tượng này. Nhóm của tôi đã xem xét lại hồ sơ hóa thạch và phát hiện ra Otodesk Megalodon mảnh mai hơn và thậm chí có thể dài hơn chúng tôi nghĩ. Do đó, mô hình tốt hơn có thể là cá mập Marco hiện đại. Tiến sĩ Philip Sturness, nhà nghiên cứu tại Đại học California Riverside cho biết, nó vẫn có thể là loài săn mồi đáng gờm ở đầu chuỗi thức ăn biển cổ đại, nhưng nó sẽ hành xử khác đi dựa trên sự hiểu biết mới về cơ thể của nó. Giáo sư Kensu Shibata của Đại học DePaul cho biết, mặc dù có tiến bộ khoa học lớn trong nghiên cứu mới của chúng tôi, nhưng thực tế là chúng tôi vẫn chưa biết chính xác Otodesk Megalodon trông như thế nào, khiến trí tưởng tượng của chúng tôi không ngừng phát triển. Bí ẩn tiếp tục như thế này khiến các nhà cổ sinh vật học, nghiên cứu về đời sống tiền sử trở thành một lĩnh vực khoa học hấp dẫn và thú vị. Trong tương lai, bất kỳ cuộc thảo luận có ý nghĩa nào về giải phẫu của loài cá mập này, ngoài kích thước và độ chắc chắn của hàm sẽ đòi hỏi và phát hiện ra những bộ xương ít nhiều hoàn chỉnh. Vừa rồi là những thông tin mà chúng mình muốn gửi đến các bạn về việc cơ thể của Megalodon mảnh mai hơn trong các nghiên cứu mới đây. Các bạn thấy sao về video này, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn có yêu cầu mới nào thì cũng bình luận luôn để các anh em Ujoise thực hiện trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.